hôm nay em làm cái video này để kết lời giới thiệu bản thân. Thì hiện tại là em là Nguyễn. Em họ tên thật thứ em là Châu Chí Nguyễn. Và em làm kênh này là kênh CCN Vlog, giống như là CCN Vlog, như là Châu Chí Nguyễn. Thì những cái chữ cái đầu em sẽ lấy tên đó và cho lấy kèm chữ Vlog theo. Rồi hiện tại là em 18 tuổi và sống ở Trần Văn Thời. Sống ở ấp Máy Áp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau nha. Em ở Cà Mau cực Nam Tổ quốc ạ. Chết, yêu cầu chết trên bản đồ nó chữ Cà Mau để chữ Khánh Hưng vào là khó em cho đọc chỗ đó. Em nằm giữa, em nằm ở chàng chặn giữa Khánh Hưng á. Như từ chợ nhà máy xuống đây khoảng 2 cây số sẽ tới nhà em. Thì nhà em ở gần chợ nhà máy, nói chung là mỗi lần đăng, chứ còn là mỗi lần em đi đăng clip á là phải đi tới gần chợ mới đăng được. Nghe cái đau đi. Đau. Nói chung là hiện tại công việc của em á thì còn làm nhà báo, chưa có làm cái tiền đâu. Như là còn ăn bám cha mẹ, chứ làm cái tiền. Rồi còn đi học, ăn bám cha mẹ chứ có ra tiền. Thì hiện tại là em có học một cái như vậy là tự do tài chính. Thì em đang học chuyện dần dần những vấn đề đó sau này, để mà chúng giống như là chuẩn bị hành trang sau này bước ra ngoài á, sẽ tự tiện hơn. Cái ước mơ em đó là tự do tài chính và đạt được học. Em lại có hai cái mục đích. Thứ nhất là học hết 12 sẽ đi du học Hàn. Cái mục đích thứ hai, cái mục đích thứ nhất là tự do tài chính. Và tự do phải tự do tài chính, mà tự do tài chính thì trong đó có nhiều cái tự do lắm. Tự do được cái tài chính rồi tự do được nhiều cái thời gian rồi, đã mất công phải làm công ăn lương rồi này nọ, do làm nó muốn làm gì mình thích đó, không làm công ăn lương. Nếu có điểm nói hơi nhanh một tí nha, có gì em nói hơi nhanh ý, anh nhị nhỏ nhảy cho em nhé. Ô nha. Rồi thì video cũng không dài không ngắn, nói chung là nói đến đâu tới đó. Rồi thì một ngày em sẽ ra ít nhất là, nhưng mà từ 5 video trở xuống, có khi là 1, có khi là 2, 3, 4 video, chứ là không đều 5, 4 video. Tại vì em còn nhiều thời gian nữa cho là sớm sắp đi học. Nếu mà không nhầm thì là bữa nay là mấy rồi ta? Bữa nay là thứ 5, ngày 23 tháng 8 à. 4 ngày nữa em vô học, ok. 4 ngày nữa em vô học, tại em vô ngày học ngày 27. Ngày 27 học khoảng mấy ngày nữa xong rồi học được khoảng 4-5 ngày thì nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 hết rồi. Được phải không ta? À, không biết, không. Em không biết là nghỉ 2 tháng 9 đâu, biết được 2 tháng 9 hay là cái ngày gì nữa. Nó hỏi cái này nó nhầm cái gì, nó xin lỗi mình, sorry nha. Thì nghỉ lễ đó khoảng 3-4 ngày đó, xong rồi học tiếp. Sẽ bắt đầu với công việc là học hành. Ngày hè thì em cũng làm nhiều kênh lắm. Kênh này chứ là em làm 3 kênh chính. Ba kênh, nhưng mà một kênh em làm về game, hai kênh làm về game, một kênh làm chủ đề vlog Việt Nam, một kênh em là một em là hai kênh chủ đề, một kênh game Việt Nam, một kênh game nước ngoài, một và một kênh vlog Việt Nam luôn, chứ là hai kênh nước ngoài, một kênh nước ngoài. Kênh nước ngoài thì em cũng làm ngày cũng đều đăng hai clip vậy đó, khi nào đề xuất chứ sao vậy. Như là mới bắt đầu làm á thì nó cực khổ, cái chỗ là view ít có view lắm. Hầu như em, nếu mà em không nhầm thì em làm phải là một tuần nay ngày đăng hai clip thì chắc có khoảng chục clip rồi, hơn chục clip, nhưng mà không thấy view. Từ từ chắc có lẽ là chủ đề nó không theo chủ đề, tại vì em làm chủ đề game thì game nó phong phú lắm. Cũng như em có theo dõi cái kênh game của nước ngoài, thấy nó thầm game nào mình theo, cũng như là chạy theo cái chủ đề đó gì đó. Nhưng như là đột nhiên là mình thấy người ta làm cái gì mình làm, em làm cái đó. Cách này thì có nhiều anh chị đã làm thành công rất nhiều, em cũng làm theo. Nếu mà không nhầm, nhưng mà em có làm trong group của thầy Hiếu thì thầy Hiếu nói cái đó là dạng là té nước theo mưa, còn là đứng trên vai người khổng lồ, đứng trên vai người khổng lồ như đứa chạy theo người nổi tiếng á. Cũng như là mình đang đứng, người ta là người ta trên khổng lồ, mình đứng như trang dung ở dưới núi á. Bây giờ mình lấy cái từ khóa người ta, lấy cái từ khóa khoảng độ khoảng cái từ khóa mà fan người ta tìm kiếm nhiều nhất á, xong mình chen vào đó thôi, mình làm gì người ta. Rồi đây là cái video mà giới thiệu bản thân của em. Thì
Em thì sở thích chỉ thích là mọc mạch trên mạng xã hội thôi, là trên mạng xã hội về cách mà kiếm tiền thụ động. Em có khá là nhiều cách kiếm tiền thụ động nhưng mà cái điều là làm chưa thấu hiệu quả thôi. Nghĩa là bây giờ là tập tành làm chưa có hiệu quả, mà hiệu quả thì cũng có đôi chút cũng có nhưng mà ít một số thôi. Trong cái hiệu quả thì cũng có cái gì thất bại hoặc là thành công gì đó, như là em đang trong giai đoạn là tìm hiểu và có lẽ là chắc hơi 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 lâu mới có cái kết quả tốt. Nếu mà không nhầm, nếu mà chậm thì chắc, nhanh thì quá thì cũng không tốt. Thì em tưởng nếu mà không kiếm tiền thụ động thì có khá là nhiều cách. Nếu mà trên kiếm tiền trên RAM á thì chơi game có tiền thì cái đó khách nó không có lâu dài. Nhưng mà em đang tìm một cách mà ăn lâu dài cho nó. Như bây giờ thì có ở Việt Nam mình thì có hai cái ứng dụng là Kawai và Vigo. Kawai Kawai thì cũng có tiền nhưng mà tích cực đăng thì sẽ có tiền. Tích cực đăng video, sáng tạo nhiều nội dung vào. Đừng nên thì dạng là review up, giống như là lấy video người khác up lên á. Bây giờ cái Kawai giờ nó thắt chặt cái dự chế gì đấy lắm, nên là ít khi mà lên trên coi lắm, coi là ít nhiều. Còn Vigo thì Lam lên Lam thì hầu như là 24 giờ xin Lam, nhưng mà Lam thì nó khó lên lắm, video mà lượt nhiều xem lượt like nó lên. Em chơi Lam Vigo khoảng 3 ngày nay thì chả thấy lên Lam thế nào cả. đăng video bình thường nha. Em đang chỉ trang em chỉ đang thử là cái dạng là upload video người khác lên thôi để xem nó như thế nào, xong rồi mình tìm một cái đường nó thuận lợi một tí rồi đăng lâu dài thì mình mới dám làm content. Như là mình thử thuốc trước kia, coi cái kiếm kinh nghiệm trước, xong mình có kinh nghiệm cái đà đó mình làm từ từ lên sẽ lên, cũng như là bắt 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 từ dưới lên chứ không phải là bắt từ trên xuống, từ cái nhỏ chứ không phải làm từ lên 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 vậy đó. Nhưng mà từ nhỏ lên lớn, từ phải từ lớn thành nhỏ nha, từ nhỏ lên lớn là cái cách mà em làm. Thì cách này thì cũng có nhiều người làm nhưng mà em cũng học bắt cũng như là học hỏi người ta, cũng như là hạ cái tôi xuống học hỏi người ta chứ. Đừng nên hạ tôi mình to, đừng nên cái tôi của mình lớn quá không học hỏi từ gì đâu. Hãy nên hạ tôi mình xuống và học hỏi người ta. Có khi là đừng nghĩ là mình hơn người ta, đừng nghĩ là mình hơn người ta chỗ nào, mà hãy xem mình là thua người ta một phần nào đó, không phải là mình giỏi toàn diện cả mọi người. Cũng như giống như là em lấy về trong lĩnh vực internet nha, thêm tự động nha, cũng như là một người chưa biết gì cả, cũng như là một người em kiếm thêm kiếm tiền YouTube nha, cũng như là một người trên một người kia kiếm một tháng YouTube khoảng 2.000 đô và người kia kiếm một YouTube khoảng 1.000 đô rồi. Và cái anh 1.000 đô đó, ảnh cứ nghĩ đủ sao mà thằng này nó kiếm nhiều nhiều đô quá vậy, phải 2.000 đô thì đó. Thì à, bắt đầu cái anh 1.000 đô đó ảnh mới khinh cái anh 2.000 đô, ý cái anh 2.000 đô đó ảnh mới khinh cái anh 1.000 đô, tại vì cái 1.000 đô là thầm thua anh ta 1.000 đô mà, nên anh ta không quan tâm, anh ta khinh người lắm. Nhưng như vậy khinh người em chỉ thí dụ thôi nha, em chỉ thí dụ thôi, có đụng chạm gì xem cho đỡ trước. Thì như là thí dụ thôi, thì anh 1.000 đô đó ảnh mới hạ cái tôi mình xuống, ảnh mới hỏi anh 1.000 đô, rồi ảnh mới hỏi anh 2.000 đô là anh làm cách nào mà để lên được 2.000 đô như thế. Có nhầm người thì người ta chỉ, còn nhầm người á thì người ta sẽ chỉ sạch lòng, còn nhầm người ta không nói, không chỉ là chỉ qua loa, không là không muốn chỉ sâu sắc vậy đó, chỉ cho có vậy thôi á. Rồi cái anh cũng như là giống thêm rồi, em thí dụ là như đã nói trước hàng, thí dụ anh 2.000 đô anh không chỉ đi, cái anh 1.000 đô anh mới tức, anh cố gắng làm nhiều, anh tự tìm hiểu và anh từ 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 anh 1.000 đô anh lên 4.000 đô, 3.000 đô, 2.500 đô một tháng, hoặc là bằng anh 2.000 đô luôn cũng không chừng. Đó là cái hạ cái tôi xuống, em chỉ thí dụ thì đơn giản lắm, nhưng là hạ cái tôi mình xuống thì sẽ học hỏi được nhiều điều. Thì em đang hạ tôi mình xuống đây, giống như cái tôi em cao lắm. Cái là cứ nghĩ lúc đó về ra ngoài in khỉ nghĩ là mình giỏi, lúc đó là em là YouTube để chứ được nghĩ là mình giỏi người ta nhiều lắm, giỏi thì khỏi mặt luôn, nhưng không có.
đi ra ngoài xem nhiều kênh khác nữa, người ta vẫn làm, vẫn là view bình thường. Nhưng mà mình, tại sao mình làm mà không có view, tại sao mình làm mà không có view thì không có được sub nhiều người ta? Tại vì á, người ta đó, người ta có cái riêng cái sở, cái chợ thiền thiên của người ta, và người ta làm lên, còn mình không có sở trường, mình phải tìm hiểu, tìm hỏi trong người để cái gì. Thì có lẽ là cái clip này em làm thì có lẽ là hơi bị chắc là khinh người, không khinh người. Clip này chứ tức là không, em làm không khinh người nha, em chỉ thí dụ thôi. Và nếu mà đụng chạm anh chị nào trong group hoặc là trên YouTube thì em sẽ làm trước sau này, em xin phép xin lỗi trước nha. Có xin cứ xem cái đoạn này, còn xem đoạn đầu thì em nói cả thân thôi, đoạn sai mới nói nhiều về cái chỗ này. Cái lại có lẽ là em còn nhỏ nên là em nói cái lời nói em thì nó ít ai mà lắng nghe. Cái này là tự em đúc góp được, học từ người khác. Bye nha. Thank you.